Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa micro không dây của loa kéo. Mấy cái micro này nó không dây thường nó hay hư lắm các bạn. Đây mình đã mở nút nguồn nhưng nó vẫn không lên ha. Rồi mình vặn pin ra xem nó có pin hay không đã. Có pin các bạn. Nhưng mà mình phải vặn luôn cái vòng trên này ra nha các bạn. Đó. Vậy là pin nó vẫn còn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ mình đo pin các bạn ha. Đây mình sẽ bật về thang 2,5 thôi nha các bạn. Nếu các bạn có pin mới thì các bạn cứ thay vào thử ha. Còn ở đây mình sẽ kiểm tra xem pin nó còn hay nó đã hết. Đó, rồi mình sẽ cậy hai cục pin này ra. Cục này sao nó hơi cứng các bạn. Rồi đây là hai cục pin này các bạn ha. Rồi các bạn bật thang đồng hồ về 2,5V DC nha. Rồi mình sẽ dùng ve đen mình để đặt ở dưới các bạn. Rồi ve đỏ mình sẽ đo cái đầu núm ở trên. Rồi pin còn 1,5V đủ luôn các bạn ha. Cục pin này là 1,5V nha các bạn, pin tiểu á. Rồi vậy là pin này vẫn còn nha các bạn. Đây mình đo lại cho các bạn xem ha. Đó, pin này vẫn còn. Rồi như vậy là pin đã tốt. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đường tiếp điểm của pin nha các bạn. Ở đây mình thấy nó bị thụt hơi bị sâu vô nè các bạn ha. Bên cổng bị thụt sâu vô. Còn bên có lò xo thì nó dài hơn chút thì không sao. Còn ở cái phần tiếp điểm dưới nó hai cục pin thì nó đã bị than xét rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu micro ra luôn nha các bạn. Cái đầu mic này thì có cái nó cũng rất là cứng nha các bạn. Thì mình cứ quặn mạnh nó ngược chiều kim đồng hồ là nó ra thôi. Cái này nó bị rớt cái cục sắt ra nè các bạn. Là cái chấu nhựa, hai cái chấu nhựa nó gài vô trong. Nó bị lung lơ, nó muốn gãy rồi các bạn ha. Rồi sẵn mình mở ra thì mình sẽ đo luôn cái đầu mic này coi nó có còn không nha các bạn. Chúng ta sẽ bật đồng hồ về thang đo ôm nhân 1. Để mình đo xem cái đầu mic này nó còn không. Vì mấy cái mic không dây này thường nó hay bị rớt bị đồ. Cũng có khi nó bị cái đầu mic nó bị đứt nha các bạn. Nên bây giờ mình phải kiểm tra trước ha. Rồi mình sẽ dùng đồng hồ đo vô ôm. Mình bật về nhân 1. Mình chập kim lại xem nó có lên không các bạn. Đó, mình chập kim lại nó lên là ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chấm vào hai cái tiếp điểm của dây đen và dây đỏ các bạn ha. Đó rồi mình giữ một que mình sẽ quẹt. Nếu mà nó kêu rột rẹt hoặc có lên một chút xíu ôm là nó còn tốt nha các bạn. Còn nếu các bạn quẹt một que mà nó không kêu gì hết mà nó cũng không nhích kim lên một chút là nó đã bị đứt ha. Ở cái đầu mic này thì mình đo nó vẫn còn tốt nha các bạn. Rồi cái đầu mic còn tốt thì tiếp theo mình sẽ gỡ cái mạch in ở trong ra nha các bạn. Cái bao mạch ở trong á. Thì trước tiên gỡ cái bao mạch thì mình phải cậy cái nắp mà nó đậy cái đồng hồ với lại cái nút bấm này các bạn. Đó, các bạn dùng dao các bạn cậy nhẹ nó lên ha. Các bạn phải cậy cái này ra thì các bạn mới rút cái bao mạch ở trong ra được. Rồi, đây là cái bo mạch của cái micro không dây của loa kéo này các bạn ha. Đây, nó gồm cái đồng hồ hiển thị đấy. Hai cái nút, một cái nút reset và một cái nút nguồn. Rồi mình xem mấy cái tiếp điểm của cái pin như lò xo nè các bạn coi nó có bị reset không ha, hay là nó có bị lỏng chân hay không. Rồi mấy cái tiếp điểm nó thì vẫn tốt. Rồi cái nút nguồn và nút reset nè, rồi mình bấm thì nó cũng còn có tác dụng ha. Đây nó có con IC nữa nè các bạn ha. Thì mấy cái phần IC của mấy cái vi mạch của nó thì rất là khó hư các bạn. Trừ khi các bạn đập bể rồi thôi chứ tự nhiên thì nó cũng rất là khó hư vì nó sử dụng pin có 3V nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ vô ôm các bạn. Mình sẽ đo xem cái nút bấm này nó có còn tác dụng không ha các bạn. Hay là nó đã bị reset, nó bấm không ăn. Đó, thường thường nó có hai chân nè, 4 chân nhưng mà hai chân ngắn, hai chân dài các bạn. Các bạn đo bên hai chân ngắn này ha. Đó, thì các bạn bấm cái này nó lên là cái nút bấm nó còn tốt ha. Đó, cái nút bấm này còn tốt nè. Đó, còn cái nút bên reset cũng còn tốt luôn các bạn. Như vậy là hai cái nút bấm này vẫn còn tốt. Rồi, vậy như vậy là mình kiểm tra cái đầu mic hồi nãy cũng còn tốt.
và cái nút bấm cũng còn tốt. Còn cái bo mạch thì mình nhìn thấy nó cũng còn mới và sạch. Rồi bây giờ mình sẽ tra cái tiếp điểm này đi các bạn, nó bị rỉ sét nè, có thể là nó không có dẫn pin vào được các bạn ha. Thì sẵn mình mở ra thì mình chà cho nó sạch luôn các bạn. À, các bạn có thể dùng miếng giấy nhám nè ha, đó mình chà cho nó sạch cái sét. Vì nó ở trong kẽ nên nó cũng rất là khó chà. Các bạn có thể gỡ cái lò xo và cái miếng tiếp điểm của cái pin này ra ngoài cũng được các bạn ha. Nhưng mà mình thấy nó rỉ sét còn ít, thành ra mình chà cho nó lẻ các bạn, mình khỏi mở ra ha. À, nếu không có giấy nhám thì các bạn cũng có thể dùng cái mũi dao để mình cạo cho nó sạch cũng được các bạn. Miễn sao mà cho nó sạch cái rỉ sét, nó sáng lên, nó dẫn điện tốt là được rồi các bạn ha. Rồi bây giờ tới phần hai cái chấu nhựa ở cái đầu mic này các bạn. Nó sẽ tọt vào trong cái mic này để nó giữ chặn cái mạch điện lại các bạn ha. Khi mình ấn cục pin vào thì nó mới không có chạy lên. Vì hai cái chấu nhựa này nó bị gãy cho nên cái miếng mạch in nó, khi mình ấn cái cục pin vào thì nó sẽ bị chạy lên trên, thành ra nó lỏng cục pin đó các bạn, nó sẽ không vào được ha. Đó, hai cái chấu nhựa nó sẽ gài vào cái mạch điện này nè các bạn. Đó, khi mình gắn pin vào thì nó sẽ không có nhúc nhích, nó không có đẩy lên trên ha. Còn cái này nó gãy đó các bạn, thành ra pin gắn pin vào thì nó sẽ đẩy cái miếng mạch lên trên, thành ra cục pin nó bị lỏng. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách mình cố định, mình dán cho nó cứng cái hai chấu nhựa đó lại các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng mũi dao các bạn, mình cạo nhẹ nhẹ mấy cái chỗ mà nó bị nứt ra các bạn, cho nó sạch mấy cái chấu, mấy cái bụi ra đó. Đó, mình để cho nó ngay ngắn rồi ha. Xong cái mình dùng keo dán sắt các bạn, mình sẽ nhỏ vào ha, nhỏ vào mấy cái khe mà nó bị nứt ra các bạn. Đó, mình bóp cho nó thẳng đàng hoàng. Đó, mình canh cho nó ngay cố định thẳng đàng hoàng. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng keo dán sắt 502 á, mình nhỏ vào các bạn ha. À, keo này nó chảy rất là sâu nha các bạn, nên các bạn nhỏ chút xíu thôi ha, chút xíu rồi đợi nó khô rồi các bạn nhỏ thêm chút xíu nữa, chứ các bạn đừng có nhỏ nhiều, nó chảy tùm lum vào trong đó là rất là cực ha, nó dính hết trong đó đó các bạn. Đó, mình chấm một chút chút thôi, rồi các bạn cố định cho nó cứng, cho nó khô rồi mình chấm thêm tí nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình nó khô keo này các bạn, mình ướm vô thử này các bạn. Đó, nó có hai cái gờ nó giữ cái mạch điện lại này các bạn ha. Đó, chiều nào cũng được các bạn. Đó, nó giữ hai cái khe các bạn, nó giữ cái mạch điện lại. À, trước khi lắp vào thì các bạn cũng phải nhớ gắn cái cục sắt tròn tròn vào nha. Đây là cục sắt này nè các bạn. Đó, các bạn nhét nó vào. Các bạn nhét nó vào xong rồi các bạn chấm một tí keo cho nó cứng luôn. Cái cục sắt này không có cũng không sao nha các bạn. Cái cục sắt này nó để cho nó nặng cái đầu micro cho mình cầm nó đầm tay nha các bạn. Chứ còn không có cục sắt này thì cái micro nó rất là nhẹ. Đó, các bạn muốn cho nó chắc thì các bạn nhỏ một tí keo dán sắt vô cho nó giữ cái cục sắt này với lại hai cái miếng nhựa này cho nó cứng với nhau luôn. Chấm một chút thôi nha các bạn, đừng chấm nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào các bạn ha. Ở trong cái mic này thì nó có hai cái khe bằng nhựa rồi các bạn, mình chỉ thả miếng mạch in vô đúng vô hai cái khe này nè. Đó, mình đẩy nó xuống đó ha, các bạn cứ để ngay hai cái khe bằng nhựa đó, rồi các bạn đẩy xuống từ từ. Rồi đó, nó xuống sát rồi nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ gài cái hai cái chấu này vô các bạn, bên nào cũng được ha. Mình gài hai cái, nó có hai cái ngạnh hai bên cái chấu này nè, mình ép vào. Rồi ngay chỗ đầu này nó có cái mang cá đó, mình ấn mạnh là nó vào khớp các bạn, là nó giữ cứng lại luôn ha, là nó vừa chặn cái mạch in trong đây cứng lại luôn đó. Rồi đầu mình mới đẩy cái nắp này lại. Cái nắp này thì dễ các bạn, cái nắp mình đã lọt vô hai cái lỗ nút nguồn với lại nút reset rồi, mình thả nó xuống đây ha. Rồi bây giờ mình gắn pin vào nha. Cái loại này nó dùng hai cục pin tiểu các bạn ha, còn có loại nó dùng cục pin vuông 9V nữa các bạn. Rồi bây giờ các bạn ấn giữ cái nút nguồn tí xíu à, đó là nó lên rồi nè các bạn ha. Đó, nó lên như vậy là mình sẽ kết nối với lo kéo là ok thôi các bạn.
Rồi bây giờ mình chỉ ráp lại thôi là xong các bạn. Mình quặn cái nắp đít của cái pin này là vào ha. Rồi quặn cái đầu mít vào nữa là xong đó các bạn. Cái đầu bảo vệ lưới đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa lại cái mít không dây của loa kéo rồi các bạn ha. Trường hợp mà cái mic rin của cái lo luôn mà nó bị sai là tần số nó không có nhận thì các bạn muốn reset lại thì các bạn giữ một lần nút nguồn và nút reset luôn các bạn. Đó, các bạn giữ một lần hai nút luôn. Cái nó vừa báo đồng hồ lên cái cột sóng anten nó chớp chớp rồi các bạn bật nguồn bên lo kéo để cho nó ra kiếm. Các bạn nhớ là khi các bạn giữ hai cái nút nguồn và nút reset giữ một lượt nó vừa lên nó chớp chớp cái cột sóng anten của trong cái mic đó các bạn. Thì các bạn mới bật nguồn của lo kéo lên ha, để cho cái lo kéo và cái mic này nó ra kênh với nhau các bạn, nó ra tần số với nhau là đúng thì nó sẽ dừng lại rồi các bạn alo thử khi nào được là ok các bạn ha. Và video của mình đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.